Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Nghề dọn nhà cho người chết. Ngày tâm sự cùng người chết, đêm giật mình nghe thủ thủy vào tai, dọn nhà cho sạch nhé. Nói đến nghĩa trang, nhiều người luôn cảm thấy rợn người vì đó là nơi án nghỉ của những người đã khuất. Thế nhưng, từ năm nay qua năm khác, có những người phụ nữ gắn bó bên các phần mộ, thậm chí khi không đến họ còn cảm thấy nhớ công việc, nhớ những người đã khuất mà hàng ngày họ chăm sóc. Chị Nguyễn Thị Hạnh, quê Hòa Bình, dù làm việc ở công viên nghĩa trang là công viên, nhưng chưa bao giờ chị giấu giếm bạn bè, người thân về công việc mình đang làm. Chị chia sẻ, có lần bạn hỏi về công việc, chị nói rằng đang làm ở nghĩa trang chăm sóc mộ phần. Nghe thấy vậy, người bạn dần xa tránh và không nói chuyện. May mắn là trong gia đình mọi người động viên và hiểu cho công việc chị Thạnh đang làm. Gia đình tôi còn khuyên, đây là công việc đặc biệt, phải làm thật tận tâm, phải chăm sóc những phần mộ như chính người thân trong gia đình. Chị Thạnh nói khi làm việc tại Nghĩa Trang, chị Thạnh cũng như những đồng nghiệp của mình phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Đó là cách đi lại, đứng ngồi và cả khi nói chuyện với nhau cũng cần phải có nguyên tắc vì đây là nơi linh thiêng. Khi lau dọn mộ chúng tôi phải cẩn thận, nhất là các bát hương vẫn phải lau sạch nhưng không được xây dịch. Chị Thạnh chia sẻ, đa số người chăm sóc các phần mộ tại Nghĩa Trang đều là phụ nữ. Bởi thế ban đầu khi bắt đầu công việc sẽ có những bớ ngỡ, thậm chí là tâm lý lo lắng khi hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều người đã khuất. Ban đầu làm ở đây chúng tôi cũng có những lo sợ, nhất là vào những buổi trưa, buổi chiều tối, đứng ở giữa hàng nghìn ngồi mộ mà xung quanh chẳng có ai. Lúc đó chỉ muốn chạy thật nhanh xuống chân đồi, gặp ai đó để trò chuyện cho vơi đi sự sợ hãi. Hai dịp lễ Tết phải làm tăng ca buổi tối, ánh đèn mờ ảo, không gian tĩnh lặng, nhiều lúc cảm thấy rùng mình vì có cảm giác đi đâu cũng có người theo mình. Cá biệt có những lần tôi về nhà rồi, khi đi ngủ mơ thấy có tiếng người thì thầm bên tai rằng: "Ông nhớ cháu quá, lau chùi nhà cô cho sạch vào nhé. Cả năm nay chúng nó chẳng về thăm chú gì cả, may có cháu quanh quẩn ở đây cho đỡ buồn." thế nhưng làm lâu dần thành quen, càng gắn bó thì càng không cảm thấy sợ hãi nữa. Thậm chí nhiều dịp nhà có việc nghỉ phép vài ngày còn cảm thấy nhớ các cụ ở Nghĩa Trang. Chị Lụa, người làm công việc chăm sóc mộ phần ở Nghĩa Trang chia sẻ. Có 3 năm gắn bó với công việc tại Nghĩa Trang Tâm Linh, chị Bùi Thị Thêm cũng có nhiều kỷ niệm khó quên khi chăm sóc phần mộ của những người đã khuất. Kỷ niệm chị Thêm nhớ nhất đó là khi chị mới sinh con xong đi làm trở lại. Khi đó, chị vô tình cắt một cành hoa ở một ngôi mộ, sau đó lấy cánh hoa cắm vào mộ phần bên cạnh. Không ngờ sau đó, chị bị tai nạn và may mắn là không bị quá nặng. Sau sự việc đó, chị thêm tin rằng dù các cụ đã khuất nhưng vẫn dõi theo hành động của mình và làm gì đó ở nhà các cụ mà không xin phép là không được. Chính vì thế, chị thêm và những người làm việc ở Nghĩa Trang mỗi buổi sáng trước khi dọn dẹp mộ phần đều phải thắp hương xin phép còn một chuyện nữa mà tôi mãi không thể nào quên được đó là cách đây một thời gian khi đi làm về tôi nằm mơ có cụ khoe rằng mai cụ sẽ có ba người thăm ban đầu tôi nghĩ chỉ là câu chuyện trong mơ không để ý nhưng điều đặc biệt ngày hôm sau có ba người lên thăm thật có lẽ đó là đặc thù công việc mà nhiều thứ mình không thể giải thích được chị thêm chia sẻ Người phụ nữ này cũng cho biết làm ở nghĩa trang cũng có những cái lợi riêng mà nếu làm công việc khác sẽ không có được. Ví dụ như khi có chuyện không biết chia sẻ cùng ai, khi có chị lại đến nghĩa trang tâm sự cùng các khu, đó cũng là cách giúp chị thêm giải tỏa tâm lý vì sau khi tâm sự chị thấy lòng thư thái nhẹ nhõm hơn. Lăng mộ tỏa mùi thơm có phải nơi trộn cất hàm hương trong hoàn trầu cách cách? Năm 2001, các nhà khảo cổ Trung Quốc khai quật lăng mộ kỳ lạ tỏa ra mùi thơm, dấy lên nghi vấn đây chính là nơi chôn cất của nàng công chúa Hàm Hương, thực hư chuyện này thế nào? Đối với thế hệ khán giả truyền hình Việt Nam năm 1998, những cái tên Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vi, Ngũ A Ca hay Hàm Hương đã trở thành minh chứng cho sức hút không thể cưỡng lại của bộ phim Hoàn Châu Cách Cách bộ phim truyền hình đã kết thúc từ lâu nhưng vẫn để lại dấu ấn khó phai trong lòng công chúng suốt 23 năm qua. Chính chiếc mũ huyền thoại của hàm hương công chúa cũng đã trở thành ký ức tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Một chi tiết đặc biệt ấn tượng trong Hoàn Châu Cách Cách chính là cảnh hàm hương nhảy múa trong vườn hoa và hàng trăm cánh bướm dập dìu bay về cuốn lấy váy áo người đẹp nhân vật Hàm Hương hay Hương Phi trong bộ phim là một nàng công chúa xứ Hồi Cương, nay là Tân Cương. Hàm Hương dù yêu thiết tha dũng sĩ mông điềm nhưng vẫn phải theo ý vua cha sang làm phi tần của hoàng đế Càn Long. Kể từ khi sinh ra, công chúa Hồi Cương đã mang mùi thơm tự nhiên vô cùng quyến rũ, mỗi lần nhảy múa sẽ thu hút ong bướm từ cả ngàn dòng đối với một người bình thường, việc tỏa ra hương thơm suốt ngày mà không cần đến hương liệu là điều gần như không thể. Vì điểm đặc biệt này mà thân thế thực sự của nàng hàm hương trong lịch sử đã luôn thu hút sự chú ý của công chúng. Liệu có thật sự tồn tại một người phụ nữ thơm thò tới độ hút hôn ong bướm như vậy không? Năm 2001, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã khai quật một làng mộ kỳ lạ tỏa ra mùi thơm trên công trường xây dựng tại huyện Nãng Sơn, tỉnh An Huy. Phát hiện khảo cổ này đã dấy lên mối nghi vấn. Đây chính là nồi trốn cất của nàng công chúa Hàm Hương. Tháng 3 năm 2001, đội công nhân thi công công trình tại tỉnh An Huy đã tình cờ đào được một ngôi mộ cổ chứa cỗ quan tài hai lớp được gia công cầu kỳ từ gỗ trình nam, loài cây đặc hữu vô cùng quý hiếm tại Trung Quốc. Theo lẽ thông thường, những thi thể được trốn cất dưới lòng đất sẽ nhanh chóng bị phân hủy, chỉ sau 3 tuần là không còn nhận diện được nội tạng. Mùi tử thi hồi thối, nồng nặc cũng không hề dễ chịu. Tuy nhiên, một phép màu đã xuất hiện trong làng mộ lần này. Thay vì mùi tử thi kinh khủng, đội khảo cổ khi mở nắp quan tài lại ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt lan tỏa rộng khắp xung quanh. Bên trong quan tài, người ta tìm thấy một thi thể nữ còn nguyên vẹn, xác được bảo quản rất tốt như chỉ mới chôn cất gần đây. Cô gái có mái tóc đen búi sau đầu, cờ bắp còn đầy đặn và linh hoạt, thậm chí các khớp xương vẫn còn có thể cử động được. Dựa theo y phục mang trên người, các nhà khảo cổ có thể nhận định chủ mộ là một cô gái thời nhà Thanh 1636-1912. Các xét nghiệm cho thấy cô được trồn cất khi khoảng 30 tuổi. Số liệu từ của Lít Hy cho biết xác ướp cao khoảng 164cm, nặng 44kg, dáng người mảnh khảnh, gương mặt trái xoan, chân bó, gót sen ba tấc, móng tay móng chân sơn đỏ đây chắc hẳn là một mỹ nhân sắc nước hương trời của Đại Thanh. Đồ tùy táng trong lăng cũng vô cùng phong phú với trang sức vàng bạc, chuỗi trang hạt đá quý, còn có những đồng xu từ thời Hoàng đế Khang Hy. Cô ấy trông rất xinh đẹp, khi mở quan tài ra, mọi người đều thấy giống một thiếu nữ đang ngủ, lan da khi chạm vào vẫn còn độ đàn hồi nhất định. Chuyên gia Vương Thiệu Cương, trưởng nhóm khảo cổ cho biết, theo bài Gia hào, tuy không có văn bia nào được tìm thấy, nhưng xét về hương thơm tỏa ra từ quan tài cùng với dữ kiện về niên đại của chủ mộ, những đồn đái cho rằng chủ ngôi mộ là hàm hương công chúa cũng không phải là vô căn cứ. Để làm sáng tỏ sự thật về thân thế nhân vật trong lăng mộ, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã giải công thực hiện phóng sự Bí ẩn xác ướp nhà Thanh, phóng sự cho thấy trong hơn 40 thế thiếp được điểm tên trong hậu cung Càn Long, không có ai là Hương Phi hay Hàm Hương cả. Chỉ có một người thiếp duy nhất được Càn Long sủng ái có tên là Dung Phi. Dung Phi là con nhà quý tộc người Hồi Cương, được gả cho vua Càn Long để xây dựng mối quan hệ hào hữu giữa hai quốc gia. Bởi vậy, theo bài kê nhiều khả năng hàm hương hay hương phi xuất hiện trong giã sử thơ ca nghệ thuật sân khấu chỉ là một nhân vật hư cấu được sáng tạo dựa theo nguyên mẫu lịch sử là dung phi tuy nhiên không có sách sử nào ghi lại rằng dung phi có mùi thơm tự nhiên tỏa ra trên người cả thay vào đó bà được càn long sùng ái là nhờ gương mặt xinh đẹp và tài múa hát điều luyện Dung Phi nhập cùng khá muộn vào năm 27 tuổi và qua đời ở tuổi 54 do bạo bệnh. Bài báo trên tờ tin tức Triều Kêu năm 2016 cho biết, Dung Phi đã được an táng ở quần thể lăng mộ Hoàng Sa Thành Đồng Lăng và có thêm một lăng mộ tượng trưng tại quê nhà Cát Gha, thuộc khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Theo bài kê, lăng mộ tại Tân Cương của Dung Phi rộng 2 hecta cổng vào trang trí bằng ngói lưu ly màu xanh lam, lăng chính có mái vòm cao 26m, nhiều chi tiết bên trong lăng được ốp loại gạch màu sắc rực rỡ với lối trang trí độc đáo theo kiểu hồi giáo. Vì vậy, nếu coi ngôi mộ ở An Huy là nơi an táng của Hàm Hương thì quả là một hiểu lầm lịch sử nghiêm trọng mùi thơm tỏa ra từ chiếc quan tài có thể do những loại thảo mộc được tẩm ướp vào xác hoặc mùi của loại gỗ đóng hòm chứ không thể dùng mùi hương này để xác định danh tính chủ nhân ngôi mộ. Đến nay, thân phận thật của mỹ nhân trong làng mộ tỏa hương thơm vẫn là một ẩn số lớn của lịch sử Trung Quốc. Yeah.